Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn yêu thích trồng cây. Hôm nay mình cùng các bạn trồng cây ngũ gia bì bằng cành nhé. Cây ngũ gia bì thì vừa là một cây cảnh và vừa là một cây thuốc. Về cơ bản thì ngũ gia bì thì nó có hai loại, một là loại lá xanh, hai là loại lá vàng. Loại lá vàng thì người ta gọi là ngũ gia bì cẩm thạch. Còn đa số thì mọi người hay trồng loại lá xanh này mà nó phổ biến hơn, với những tàu lá này từ 6 đến 8 lá trông rất chi là bắt mắt. Thì cây ngũ gia bì này thì nó còn đuổi được muối nha các bạn nhé. Nhưng mà bình thường nếu mà để như thế này thì cái hiệu quả đuổi muối của nó không cao nha các bạn. Chúng ta vò cái lá ra này. Đấy thì cái mùi hương này nó mới nhiều nhá, và nó mới có tác dụng đuổi muối tốt nha các bạn nhé. Còn nếu mà để không như thế này thì nó đuổi muối thì nó cũng hiệu quả không cao nhá. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trồng cây ngũ gia bì này bằng cành nhá. Đây thì mình sẽ cắt một đoạn cành và đem trồng nhá. Nhà mình thì trồng khá là nhiều nha các bạn nhé, và toàn nhân giống bằng cành hết nha các bạn. Đây mình cắt xong một cành nha các bạn nhé. Mình sẽ lấy cành này. Về cơ bản á, thì dâm cành ngũ gia bì này thì các bạn dâm đoạn gốc nó cũng lên nhé, đoạn thân giữa nó cũng lên, hay là đoạn ngọn dâm thì nó cũng lên nữa các bạn nhé. Thậm chí là cái tàu lá này các bạn, đây cái tàu lá này các bạn có thể là đem dâm vào cốc nước và cái cuống lá này nó vẫn ra rễ được. Còn bạn nào mà mát tay thì các bạn cắt thì các bạn cắm ở góc vườn là nó cũng lên nhá. Đoạn này của mình á thì nó khá là dài thì mình sẽ cắt chia làm 4 đoạn nha các bạn nhé. Mỗi đoạn tầm 20 đến 25 cm, chia những đoạn ngắn như vậy thì dâm là đẹp nha các bạn nhé. Thì các cành dâm nhé thì các bạn phải để cái mắt lá nha các bạn nhé, để cái mắt lá để cho nó còn nảy mầm nha các bạn nhé. Các bạn cắt làm sao đừng để nó dập cả đoạn trên và nấn đoạn dưới nha các bạn nhé. Các cành dâm mà nhiều lá thì các bạn cắt bớt lá đi nha các bạn nhé, chỉ để 1-2 cái lá cho cây đi nha các bạn nhé, chúng ta không nên để quá nhiều. Đoạn cành nào mà nó bị dập thì các bạn lấy dao các bạn gọt đi nhé, gọt cho nó hết cái vết dập đi nhé các bạn nhé, để đảm bảo cành dâm thì nó được tốt hơn nhé. Và chúng ta nên cắt chéo nhé các bạn nhé, nên cắt chéo để cho cái diện tích mà nó hút nước được nhiều hơn nhé, và cái diện tích ra rễ của nó cũng được nhiều hơn nhé các bạn nhé. Rồi đây là 4 cành dâm của mình nhé các bạn nhé. Thì mỗi cành dâm mình để 2 lá thôi nhé các bạn nhé, mỗi đoạn tầm 20 đến 25 cm. Đây và mình sẽ dâm luôn thử một cái cành non luôn cho các bạn xem kết quả như thế nào nha các bạn nhé. Đây là đất cũ mình tận dụng lại đấy nha các bạn nhé. Thì mình dâm sẽ ngập tầm khoảng 10 cm nha các bạn nhé. Đây ngập tầm khoảng 10 cm. Mỗi chậu thì mình sẽ dâm 2 đốt. Chậu này thì mình sẽ dâm 2 đốt già nha các bạn nhé. Ở đây thì nó có rễ nhưng mà cái rễ này nó khô nha các bạn nhé. Rễ nó khô rồi, nó chết rồi các bạn ạ. Rồi các bạn dâm cành nhé. Thì các bạn bóp chặt cái cành dâm vào nha các bạn nhé. Có cành mình cắt bát, có cành thì mình cắt thẳng nha các bạn nhé. Đây mình sẽ thử luôn dâm một cành non này nha các bạn nhé, để xem kết quả như thế nào nha các bạn. Dâm cành xong thì tưới nước và để chỗ mát nha các bạn. Nếu mà các bạn dâm cành vào cái thời tiết mà nó nắng nóng quá thì các bạn có thể lấy cái ni lông các bạn chùm vào nha các bạn nhé. Các bạn chùm vào thì cái kết quả thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn nhé. Mình thì sẽ không chùm túi bóng và mình sẽ để chỗ mát nha các bạn. Đây bên này là 2 cành già nha các bạn nhé, bên này là 2 cành đoạn trên ngọn. Đây một cành ngọn non thì mình dâm thử luôn cho các bạn xem. Ngũ gia bì của mình sau 30 ngày dâm thì hiện tại có 2 cành còn lá nha các bạn. Đây cành này còn lá, đây nó đang nảy mầm con này, trên này cũng chuẩn bị nảy mầm con. Cành này thì rụng hết lá, dưới thân vẫn còn tươi và trên này thì nó đã bị khô héo và mốc. Đoạn này tí nữa mình sẽ cắt bỏ nha các bạn nhé.
vì đoạn thân nó còn tươi nên mình sẽ thử cứu xem còn cơ hội không. Còn chậu này thì cành này vẫn còn hai lá. Đây, trên nó đã bắt lên mầm mới rồi. Cành này thì lá đã rụng. Đây, trên đầu ngọn này nó vẫn còn cái mầm xanh nha các bạn. Khả năng nó vẫn sống nhá, nó vẫn đang lên nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy kéo nhá. Mình cắt cái đoạn nó đang bị đoạn thân này nó đang hỏng nha các bạn nhé. Rồi. Mình cắt xong rồi các bạn. Những cành dâm mà lá vẫn còn mà đang ra mầm là dưới là nó đã ra rễ rồi nha các bạn nhé. Tầm 15 20 ngày. Ngũ gia bì của mình sau 50 ngày dâm cành thì hiện tại 4 cành dâm của mình thì nên 3 cành. Còn lại một cành là không nên. Các cành sống thì đều rất xanh tốt. Hai cành ở đoạn trên ngọn mình dâm thì cả hai cành đều nên rất xanh tốt. Còn hai cành đoạn dưới gốc thì một cành lên. Còn một cành thì nó chết. Thì bình thường á, cái cành ngũ gia bì này này thì dâm á, thì nó rất chi là dễ lên. Mình dâm ở dưới vườn á thì cứ cắm ở góc vườn á thì đa số là nó lên. Hoặc dâm những chậu mình để ở dưới vườn á, nó mát á thì hầu như là nó lên hết. Còn đợt này thì mình dâm ở trên sân thượng thì nó nắng nóng cho nên cái chất lượng thì nó kém hơn. Nó nắng nóng thì đâm ra cái cành dâm nó nhanh mất nước mà nó kém hơn thì nó bị một cành không lên. Thì ngoài cách dâm với đất là cách dâm chính thì chúng ta có thể dâm thêm với nước. Ở đây thì mình có hai cành dâm mình dâm với nước. Thì một cành dâm ngọn này khá là nhỏ, nó đang ra rễ rồi, khá là tốt rồi. Chờ nó ra rễ thêm một chút nữa là đem đi trồng được. Và mình dâm một đoạn nữa cũng là đoạn ngọn, nhưng mà mình dâm đoạn ngọn to nhé. Đây, ngọn to ở trên ngọn thì mình cắt ngọn đi rồi. Đây là một ngọn già nhé, đã rễ ra rất mạnh. Dâm với nước và mình thấy nó khó hơn dâm đất một chút. Thì đợt đầu tiên mình dâm này thì nó đoạn dưới này nó bị thối này, mình phải cắt đi một đoạn tầm khoảng 3-4 cm. Đấy, đến đoạn thứ hai thì nó mới ra được rễ này. Được cái dâm nước thì cây lúc nào nó cũng tươi. Đây, còn cái đoạn cành ngọn này thì mình không phải cắt mà nó ra rễ luôn, cành rất non nhưng mà vẫn ra rễ được. Đây, ở dưới nhà đây mình cũng dâm hai đoạn cành ngọn đây cho các bạn xem. Thì hai đoạn cành ngọn này thì mình dâm ở dưới nhà thì nó mát á, cho nên là mình để nguyên ngọn và nguyên lá, không có cắt 90% lá đi như những cành dâm ở trên. Sau tầm khoảng 4-5 ngày dâm, cành dâm này lên rất tốt này, rễ ra rất mạnh. Thì là mình dâm bằng cành ngọn thì dưới nhà nó mát cho nên dâm nó rễ hơn, ở trên sân thượng rất nhiều. Thì giờ mình sẽ tách một chậu dâm đất ra để cho các bạn xem cái bộ rễ của nó. Đây, rễ nó đang ra nhé, đâm ra khá là tốt xung quanh chậu. Đây thì mình đã rửa qua rồi rễ của nó. Đây, những cái rễ này nó khá là to nhé. Đây, những cái rễ to này nó còn rất nhiều rễ con nhé. Đây, đoạn cuống của cành dâm đây nó còn khá là nhiều rễ con nhé, nhưng mà mình tách đất thì nó bị đứt nhé. Còn đây thì là cái rễ to chính của nó. Mình nhà tách như thế này thôi thì để trồng nó đỡ bị trột, vẫn còn một nửa bên kia. Nếu mà tách hết cho các bạn xem thì khi trồng nó sẽ bị trột. Rồi, giờ mình sẽ trồng lại cành này và những cái cành dâm nước. Rồi, mình sẽ đem cành này đem trồng lại. Tiện thì mình sẽ đem những cái cành dâm nước này mình sẽ trồng luôn nhé. Đây, mình quay cần cho các bạn dễ nhìn. Đấy, chỉ cần phủ cái lớp đất ẩm này lên trên cành dâm là được. Đây, mình sẽ trồng luôn. Thì dưới nhà thì mình trồng khá là nhiều rồi. Đấy, cho mình dâm cành chủ yếu cho các bạn xem. Còn trên này thì mình trồng thêm. Rồi, trồng xong thì mình sẽ tưới nước và để chỗ mát. Ngoài dâm cành ra thì chúng ta có thể dâm bằng lá. Lá dâm vào cốc nước cho nó ra rễ, nhưng mà cách đấy thì nó rất
chi là nâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì bấm like và đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn. Hy vọng với hai cách dâm cành này thì sẽ giúp ích cho các bạn.